đẩy bạn ngã. Ngôi làng nọ, vào một chiều tuyết rơi trắng xóa trên những mái nhà, trên sân những đứa trẻ đang chơi ném tuyết, tiếng cười của bọn trẻ vang vọng lạnh lót. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh ùa tới, trời đất như tối sầm lại. Những đứa trẻ nhìn nhau lo lắng đồn đoán, chắc có bão tuyết rồi. Một cô bé khác nghe vậy liền khuyên các bạn, nhanh lên, chúng mình nhanh về thôi. Nghĩ vậy, những đứa trẻ vội vàng cùng nhau chạy đi, chỉ còn lại Ian và Mia. Thấy Mia còn nấn ná chưa muốn đi, Ian thúc giục cô bé, chúng mình cùng về thôi. Mia ngập ngừng, nhưng mà... Mia nhìn con đường dài trước mặt, buồn bã nói, ba mẹ mình vào thị trấn vẫn chưa về, có khi nào ba mẹ lại bị lạc rồi không? Bỗng nhiên, một tiếng cười lành lảnh vang lên. Tớ biết ba mẹ cậu đang ở đâu đấy. Ian và Mia nhìn quanh, Ian lo lắng hỏi, hả, ai đấy? Tiếng nói vọng xuống từ trên cây sồi cao nhất làng. Tớ ở đây. Cả Mia và Ian đều ngước nhìn lên cây sồi vô cùng ngạc nhiên. Trên cây sồi, một cậu bé mặc áo choàng trắng, da trắng như tuyết, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Đó chính là cậu bé Tuyết. Cậu bé vẫy tay chào Ian và Mia. Xin chào. Ian nhìn cậu bé Tuyết và ngơ ngác hỏi, hả, cậu là ai? Mia cũng thắc mắc hỏi, cậu từ đâu đến vậy? Từ trên cây kia, cậu bé Tuyết nhảy xuống, đáp ngay xuống trước mặt hai bạn. Cậu bé Tuyết đáp lời, tớ ở một nơi xa lắm. Mia ngẫm nghĩ rồi ghé tai Ian thì thầm, chắc là cậu ấy vừa chuyển đến làng mình đó, mình chưa gặp cậu ấy bao giờ. Ian nhìn cậu bé Tuyết với vẻ cảnh giác rồi hỏi, nhưng trông cậu ấy cứ kỳ lạ làm sao á. Đừng chơi với cậu ấy, Mia. Nghĩ đến đó, Ian kéo tay Mia chạy và nói, chạy thôi Mia. Thế nhưng Mia vẫn nấn ná, nhưng mà cậu ấy biết ba mẹ mình đang ở đâu mà. Đang vội chạy, bỗng Ian trượt ngã một cú đau điếng. Cậu bé kêu lên, ôi da, đau quá à. Mia vội chạy lại đỡ Ian. Cô bé lo lắng hỏi, nè, cậu có sao không Ian? Cậu bé Tuyết cũng lại gần. Cậu chìa tay ra trước mặt Ian đầy thiện chí và nói, đứng dậy nào, con trai mà hơi tí đã ngã. Ian gạt bàn tay cậu bé Tuyết ra. Hai bàn tay chạm vào nhau khiến Ian giật nảy mình. Tay cậu lạnh như băng đá vậy. Ánh mắt cậu bé Tuyết tối sầm lại. Cậu lạnh lùng đáp, thì sao nào? Bất ngờ, cậu bé Tuyết đưa tay lên, tạo nên một con lốc tuyết cuốn Ian bay đi. Tiếng Ian vang khắp không gian. Thả tôi ra, thả tôi ra ngay. Mia hốt hoảng kéo tay cậu bé Tuyết lại và nói, nè, nè, dừng lại đi, cậu làm cái gì thế, Ian đâu rồi? Cậu bé Tuyết mỉm cười đáp, cậu yên tâm đi, tớ chỉ gửi cậu ta về nhà thôi, phiền quá. Nói rồi cậu ta dịu dàng hỏi Mia, thế cậu có muốn đi tìm ba mẹ không? Tớ dẫn đi. Ánh mắt Mia sáng lên đầy hy vọng. Cô bé ngạc nhiên hỏi lại, thật sao? Có thật là cậu biết ba mẹ mình ở đâu không? Cậu bé Tuyết nắm tay Mia và từ từ bay lên bầu trời. Cậu khẳng định chắc nịch để trấn an cô bé. Tất nhiên rồi, cậu cứ đi theo mình. Kể về Ian, sau khi bị cậu bé Tuyết đưa về nhà, cậu đã hỏi bà về bố mẹ Mia. Bà Ian vừa đun sữa trên bếp lò, vừa trả lời cậu bé, ba mẹ Mia về rồi, giờ họ và cả làng đang đi tìm cô bé đó. Rồi bà quay lại hỏi Ian, có đúng là tuổi cháu đang gặp cậu bé Tuyết không vậy? Ian gật đầu đáp, chắc chắn là cậu ta rồi, tay cậu ta lạnh như băng bà ạ, giống như trong chuyện bà kể cho cháu ấy. Ian tò mò hỏi bà, sao cậu ta lại bắt Mia đi hả bà? Bà Ian giải thích, vì cậu ta muốn có bạn chơi cùng, cậu bé Tuyết được sinh ra từ băng tuyết, không có ba mẹ hay người thân, cũng không có bạn bè. Cậu ta đóng băng mọi thứ mà cậu ta muốn. Ian tức tối nói, đáng sợ thế, thì ai dám chơi cùng chứ. Tội nghiệp Mia quá à. Bà đưa cốc sữa nóng cho Ian và động viên cậu bé. Cháu yên tâm đi, ba mẹ Mia và cả làng sẽ tìm thấy cô bé thôi mà. Ian nhìn cốc sữa nóng trong tay, buồn rầu nói, bà ơi, bà để dành sữa nóng trong bình ủ cho Mia nữa bà nha. Bà Ian mỉm cười nói, ừ, bà để rồi, còn cháu đi ngủ đi, khuya rồi đó. Ian khẽ trả lời bà,
Vâng ạ. Bà đã rời đi, nhưng Ian còn đứng nhìn mãi. Nhưng bông tuyết đang rơi dày qua cửa sổ. Cậu lo lắng cho Mia vô cùng. Đáng lẽ ra cậu đã có thể cứu được Mia khỏi cậu bé tuyết đáng sợ kia. Vì quá lo lắng cho Mia, sáng ngày hôm sau, lúc trời còn tờ mờ sáng, Ian đã đeo bình ủ sữa trên vai, mặc bộ quần áo dày và ấm. Cậu lén mở cửa và ra khỏi nhà. Mình cũng đi tìm Mia. Chờ thêm nữa, nhỏ cậu bé tuyết đóng băng Mia thì biết làm sao chứ. Nếu điều tồi tệ đó xảy ra với Mia thì mình sẽ hối hận cả đời mất. Đi mãi, Ian cũng tới được cánh rừng phủ tuyết. Cậu mệt nhoài bám lấy một thân cây thông khô cứng. Bỗng nhiên từ trên cây, một con cú trắng ngó xuống cào nhào. Sao mới sáng sớm đã đánh thức người ta thế? Ian thấy con cú trắng như có chút hy vọng, cậu lên tiếng hỏi. Cú trắng ơi, bạn có thấy Mia đâu không? Con cú trắng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Mia hả? Mia nào nhỉ? Mia con nhỏ nhà cối xay gió phải không? Cô bé bị đưa đi đến lâu đài băng bên kia sông băng rồi. Ian nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Cậu hỏi lại. Sông băng ở đâu hả cú trắng? Con cú ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Sông băng ở bên này, lâu đài băng đó. Ian thở dài đáp. Chỉ vậy sao mà tìm đường được chứ? Dù sao cũng cảm ơn cậu. Ta đi tiếp đây. Phải đi nhanh, không Mia bị đóng băng mất thôi. Con cú nhíu mày suy nghĩ. Thôi được, nếu cậu lo lắng cho Mia đến thế thì để tớ dẫn cậu đi. Đi sớm về sớm, tớ còn ngủ nữa. Cậu phiền quá. Ian cười khì, mừng rỡ nói. Cảm ơn cậu nha, cú trắng. Vậy là con cú trắng bay trước chỉ đường cho Ian. Ian chạy đuổi theo sau, băng qua sông băng. Con cú trắng giục giã Ian. Nhanh lên nào. Ian chạy hết sức để đuổi kịp con cú trắng. Cậu gọi với theo. Ta biết rồi, tớ đang chạy nhanh nhất đây. Chạy theo sự chỉ dẫn của cú trắng cả một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến tòa lâu đài băng. Ian vừa thở dốc vừa dừng lại trước tòa lâu đài băng. Cậu kêu lên đầy sung sướng. Đến rồi. Con cú bay vút lên bầu trời và nói. Cuối cùng cũng đến lâu đài băng rồi. Thế nha, tớ về đây, cậu bạn tốt. Tạm biệt cú trắng, Ian dũng cảm bước vào lâu đài băng. Trong lâu đài băng đáng sợ đó, Ian sững sờ khi thấy Mia đã bị đóng băng đứng cạnh cậu bé tuyết. Cậu hét lên. Mia, có phải cậu không Mia? Ian chạy lại gần Mia, nắm tay Mia thổn thức nói. Mia ơi, về nhà thôi. Cậu bé tuyết nhìn Ian cười và nói. Mia không đi đâu cả, giờ Mia là bạn tớ, cậu ấy sẽ ở lại đây với tớ. Cậu xem, lâu đài băng của tớ đẹp thế này cơ mà. Ian nhìn cậu bé tuyết tức giận nói. Cậu ích kỷ quá, cậu chỉ cần có bạn chơi cùng mà không quan tâm xem Mia có muốn ở đây với cậu hay không. Cậu ấy còn gia đình, còn bạn bè và cuộc sống của cậu ấy nữa chứ. Cậu bé tuyết tròn mắt bực bội đáp. Nhưng Mia cũng đồng ý đi với tớ mà. Ian nói. Đó là vì cậu nói dối sẽ đi tìm ba mẹ cho Mia. Nếu là bạn bè thì sẽ không bao giờ nói dối nhau đâu. Cậu bé tuyết tức tối đáp trả. Tớ không nói dối Mia thì Mia có đồng ý đi với tớ không? Nếu tớ không đóng băng Mia thì cậu ấy có chịu ở lại đây với tớ không? Sao ai cũng không muốn chơi với tớ, tớ chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi mà. Cậu bé tuyết đưa tay lên định làm phép hăm dọa Ian. Cậu về đi, về nhà của cậu đi, đừng xen vào chuyện của bọn tớ. Cậu không thể chia cắt tớ và Mia được đâu. Từ bàn tay cậu bé tuyết, những bông tuyết lạnh lẽo cuộn tròn đầy ma thuật hiện ra. Cậu bé tuyết nhìn Ian thách thức. Ian lùi lại ngẫm nghĩ. Cậu ta lại sắp làm lốc tuyết cuốn mình đi đây mà. Mình sẽ không để cậu ta làm thế một lần nữa đâu. Nghĩ đến đó, Ian thật nhanh lấy bình ủ sữa và ném về phía cậu bé tuyết. Chiếc bình chạm vào tay cậu bé tuyết bật tung nắp, sữa nóng chảy tràn ra tứ phía. Rồi những tia sữa bắn vào má Mia. Mia đang đóng băng, bỗng mấp máy môi, nói yếu ớt. Sữa nóng của bà Ian. Ian kêu lên vui mừng. Mia, cậu tỉnh rồi. Rồi dần dần, băng trên người Mia tan chảy. Mia tỉnh lại, ngơ ngác hỏi. Sao mình lại ở đây? Ian chạy lại nắm tay Mia và đáp. Chính cậu ta đóng băng cậu đấy. Nhờ sữa nóng của bà mà cậu đã tỉnh lại rồi. Chạy thôi, chúng mình phải thoát khỏi cậu ta. Cùng lúc ấy, những dòng sữa nóng của bà Ian chảy ra nền tòa lâu đài. Nền lâu đài băng cũng dần tan chảy.
Chứng kiến Ian đưa Mia chạy đi, cậu bé Tuyết vô cùng đau khổ. Cậu đứng một mình cô đơn giữa lâu đài đang tan chảy. Nhưng rồi Mia giữ tay Ian lại và nói: "Anh nè, chờ đã Ian." Mia chìa tay về phía cậu bé Tuyết. "Cậu có muốn về làng sống với chúng mình không?" Cậu bé Tuyết ngỡ ngàng ấp úng đáp: "Sống ở làng cùng các cậu sao? Không, sẽ không ai muốn sống cùng với tớ đâu." Mia mỉm cười nói: "Tớ có cách rồi, hãy đi cùng với bọn tớ đi." Trở về ngôi làng của mình, trong một khoảng sân rộng, lúc này tuyết đã tan, mặt trời tỏa nắng. Những đứa trẻ đứng xếp hàng dài trước cửa nhà Mia, khuôn mặt ai cũng đầy háo hức. Trong nhà, trên chiếc bàn nhỏ bày những cốc nước hoa quả đủ màu. Cậu bé Tuyết đưa tay phủ lên cốc nước, nước trong cốc lập tức đóng băng. Những đứa trẻ nhìn cậu bé Tuyết háo hức thán phục. "Wow, tuyệt quá ạ." Mia cắm một chiếc que vào cốc nước đã bị đóng băng và lấy chiếc kem hoa quả ra. Cô bé thích thú với cây kem trên tay. Những cây kem có được nhờ vào phép thuật của cậu bé Tuyết. Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng trầm trồ thán phục. "Wow, tuyệt quá đi." Đám trẻ, đứa nào cũng rạng rỡ. Chúng cười thích thú và ăn cây kem kỳ lạ trên tay. Mia và Ian mỉm cười nhìn nhau. Ian nói với cậu bé Tuyết: "Vậy thì cậu tha hồ đóng băng nước hoa quả mà lại có nhiều bạn chơi cùng nữa." Cậu bé Tuyết mỉm cười hạnh phúc. Cậu không ngờ sẽ có một ngày sức mạnh băng giá của cậu lại mang lại niềm thích thú cho những đứa trẻ khác đến như vậy. Và thêm vào đó, nó cũng giúp cậu có nhiều bạn bè mà không phải bắt cóc hay lừa dối họ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!